Em đang test chất âm của tiếng mic của con vang. Xin chào các bác nhé. Nay bên em lại giới thiệu đến các bác một cái mẫu vang cơ lai số mới nhất của nhà hãng Lake Acoustic. Đó, có mã là FX80 Luxury. Đó, bản này hiện tại đang là bản mới nhất của nhà hãng năm 2024. Đó, một dòng vang cơ lai số cho chất âm cực kỳ là hay và đặc biệt là rất là đẹp luôn. Size to nhá, size 1.5U. Đó, mặt phay nhôm mà cực kỳ là dày dặn luôn này. Phay nhôm rất là dày, phay CNC. Đó, các cái nút ấn này được làm bằng kim loại nhá, không phải là bằng nhựa đâu nhá. Các bác nhìn này, mà kim loại rất là chắc chắn. Đó, các nút đầu vào đây, điều chỉnh input đầu vào. Đó, và điều chỉnh các cái chế độ. Như các bác đã biết thì vang cơ lai số thì sẽ có echo này, reverb này, effect này, mic này, music và đặc biệt là cắt súp ở phía trước nhá. Nó có cổng cắt súp riêng biệt ở phía trước. Đó, màn hình thì là màn hình lớn, màn hình cỡ lớn, màn hình màu nhá, LCD màu, hiển thị đầy đủ các cái thông số của vang. Đó, đây khi mình điều chỉnh này thì trên này cũng thay đổi hết. Đó, giải đèn LED hiệu ứng cực kỳ là đẹp luôn nhá. Giải đèn LED như là của Equalizer nhá, lọc xì đó. Đầy đủ cái thông tin và các cái chế độ đầu vào mình đang lựa chọn. Đó. Còn đây là mặt phía sau thì đường mic đã được thiết kế ở phía sau nhá. Đây có hai cổng mic riêng biệt. Mic thiết kế ở phía sau rất là đẹp các bác, kết nối với cả mic không dây thì nhìn nó rất là gọn luôn nhá. Đó, đây là điều chỉnh âm lượng mic thì sẽ đặt ở phía sau riêng biệt của hai mic luôn nhá. Điều chỉnh âm lượng riêng biệt. Đó, đây là điều chỉnh âm lượng của tín hiệu đầu vào. Đấy, phần này là của tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào thì có là cổng quang, có cổng quang này, có AUX thì có tận hai cổng, AUX1 và AUX2. Cổng cáp đồng trục, Bluetooth và ngoài ra có cả USB nữa. Đó, phía bên này là đầu ra. Đầu ra thì có cả hoa sen nhé, hoa sen và cổng Canon. Đó, các bác có thể cắm bên cổng hoa sen này cũng được hoặc cắm bên Canon này cũng được. Đó, và đặc biệt dòng này là dòng chạy giải điện áp cực kỳ là cao nhé, từ 100V đến 240V. Đó, tần số 50Hz hoặc 60Hz đều được. Chứng tỏ là dòng này các bác yên tâm khi dùng điện yếu nhé. Điện yếu sẽ không chập chờn và cũng không gây xì xoẹt cho vang. Đấy, các bác lưu ý là điện giải rất là rộng luôn nhé, từ 100V. Đó, các bác dùng thoải mái các khu vực mà nông thôn điện yếu thì không lo hỏng thiết bị và cũng không lo méo tiếng nhé. Ok, dòng này thì sẽ được tặng kèm là điều khiển này, đi mốt từ xa này. Đó, tem mác của nhà hãng đầy đủ nhé. Các bác nhìn này, dập nổi nữa, logo dập nổi. Nó rất là đẹp, size to, size 1.5U. Đó, khi nhận hàng thì các bác sẽ được nhận những gì? Đây, đây chính là thân máy này, điều khiển này, và dây nguồn nhé. Dây nguồn rất là to. Đó, sách hướng dẫn này, sách hướng dẫn và bảo hành của nhà hãng. Đó, ngoài ra thì có dâu Bluetooth này. Đó, tô vít điều chỉnh này. Và pin. Đó. Riêng bên em thì sẽ tặng kèm các bác. Nếu các bác dùng đẩy thì báo lại bên em sẽ tặng kèm các bác một cặp jack cá lông như này. Đó, các bác nào mà dùng âm ly thì bên em sẽ tặng kèm một cặp jack AV như này để các bác kết nối, các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, em xin báo giá luôn ở trong video là bên em sẽ được sự hỗ trợ nhà hãng và bán cái mẫu Lake Acoustic này cho các bác với giá cực kỳ là khuyến mại và rẻ. Đó là 1.400.000, nó tặng jack này nhá. Và miễn phí ship cho các bác. Đó, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, ok thì thanh toán. Đó, mẫu này thì bên em bảo hành 2 năm nhé. Các bác yên tâm nhé, là mẫu này bên em bảo hành 2 năm về chất lượng. Thế nên là các bác yên tâm hoàn toàn về chất lượng. Đó, một số bác cứ mua ở đâu đó TikTok các thứ với giá là cũng là hơn 1.3 triệu rồi, nhưng không được tặng kèm jack và không được miễn phí ship nhé. Thế nên là mua ở đấy không phải là rẻ đâu nhé. Ở đây bên em bán sẽ bảo hành và tặng jack cũng như là miễn phí ship cho các bác, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó. Ok, sau đây em sẽ test thử tiếng mic cũng như tiếng nhạc cho các bác nghe nhé. Sau đây em test thử cái tiếng mic cho các bác nghe nhé. Đó, con này tiếng mic thì effect cực kỳ là dẻo và dễ hát luôn. Nó có reverb mặt tiếng rất là sáng. Em đang test thử trên một cái bộ mic không dây Beyer 9100 và một chiếc đẩy LA800 nhé. Ok, các bác thử nghe tiếng mic nhé. Em test ngay trước loa đây, thậm chí là chĩa mic vào loa đây, chống hú cực kỳ là tốt nhé. Con này chống hú tự động nhé, các bác lưu ý là con này chống hú tự động rất là tốt.